Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em xin phép cập nhật cho cô bác anh chị mình thông tin về cái dự án là AVW Work, cụ thể là họ đã thông báo cho phép chúng ta rút AirDrop token của tháng 2 này. Bây giờ em sẽ cập nhật thông tin tổng quan. Tiếp theo là em sẽ chia sẻ anh chị mình cái cách thêm token vào ví và chúng ta sẽ rút nó về bên cái ví của chúng ta nha. Bây giờ nè, chúng ta cần làm gì anh chị? Chúng ta sẽ vào trong cái nền tảng X ha. Mọi người sẽ check thông tin giúp em. Rồi anh chị gõ cho em cái chữ là AVW. Cách đây 21 giờ họ có một cái cập nhật mới anh chị, mình cần phải đọc cái này. Cập nhật quan trọng thay đổi AirDrop tháng 2 của AVW, thay đổi AirDrop nha, tức là thay đổi cách thức để chúng ta nhận đó. Do OKX tức là cái sàn OKX cần thêm thời gian để xử lý dữ liệu cùng với làn sóng GM yêu cầu nhận mã thông báo AirDrop trước ngày hôm nay, giống như những người dùng chọn yêu cầu AirDrop qua quý, chúng tôi đang thực hiện thay đổi. Chúng tôi đã quyết định thay đổi quy trình yêu cầu mã thông báo. Bất kể bạn đã chọn OKX UIG tức là cái địa chỉ cái UIG của sàn OKX của chúng ta đó, hay địa chỉ ví trực tiếp để nhận mã thông báo của mình, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi, tức là chúng ta phải nhấp vào cái link này để yêu cầu mã thông báo của bạn thông qua quý được cung cấp trong quá trình đăng ký ha. Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của bạn trong quá trình này, hãy theo dõi để cập nhật thêm. Cô bác anh chị mình, chúng ta có thể rồi, và trong đây chúng ta kéo lên, chúng ta đọc thêm nhiều cái thông tin nữa nha. Em sẽ chia sẻ cho anh chị nắm thế này. Bây giờ anh chị mình sẽ nhấp vào cái link này, em sẽ để dưới phần mô tả nha. Em sẽ để dưới phần mô tả cho cô bác anh chị mình chúng ta làm. Rồi, anh chị nhấp vào cái link này xong, chúng ta nhấp vào ba chấm tròn phía trên bên phải, chúng ta chọn cái chữ là mở trong trình duyệt Chrome để thoát khỏi cái trình duyệt YouTube. Ở đây họ có một thông báo nè. Nếu như lúc trước mà cô bác anh chị nào á đã làm lần đầu tiên cùng với em á, và em có chia sẻ cho chúng ta vào cái trang này, chúng ta thêm vào màn hình chính là nó nằm ở đây nè anh chị. Nó giống là cái link vừa gọi luôn đó nha. Nó giống là cái link vừa gọi luôn đó. Rồi, nó sẽ là cái link này. Rồi bây giờ chúng ta cần phải làm gì anh chị? Hoặc là có một cái cách đơn giản nữa nè, có nhiều cách đó. Anh chị vào trong, chúng ta vào share play, gõ cho em cái chữ là AVW nha, cập nhật cái app lên các anh chị. Cập nhật xong mọi người mở giùm em nha anh chị, chúng ta nhận đi ha. Rồi anh chị vào có một sự kiện nè, ở trên cùng nó sẽ có AVW Work Blue, tức là nó đang là tiến hành. Anh chị mở trong cái trình duyệt Chrome cũng được, nó cũng sẽ đưa chúng ta đến cái trang web hồi nãy nha. Nói chung nó có nhiều cách để chúng ta vào. Ở đây là cái ví lúc trước của em nha anh chị nha, cái ví này cái ví lúc trước em đã liên kết. Rồi bây giờ chúng ta cần kết nối ví nha. Sau đó chúng ta chọn cái ví mà lúc trước chúng ta đã liên kết vào đó. Rồi bây giờ chúng ta mở cái ví lên trước nha. Nếu mà ở trên của anh chị chúng ta không có cái mạng IP chung quanh, lấy ví dụ chúng ta đang ở cái mạng BB Smart Chain, em làm từng bước cho mọi người nắm luôn, cho người mới luôn. Anh chị sẽ không thấy cái mạng, cái động AVW này nó chạy trên cái mạng lưới là IP chung quanh. Anh chị cần phải vào đúng cái mạng. Bây giờ nó đang ở trên cái mạng là BB Smart Chain, anh chị nhấp vào đó cho em. Ở đây chúng ta kéo lên, nếu mà có IP chung quanh chúng ta nhấp vào, nếu mà không có chúng ta nhấp vào cái mục thêm mạng ở đây nè. Ở đây nó sẽ có hiển thị cho chúng ta cái mạng IP chung quanh, chúng ta nhấp vào cái mục thêm đây nha. Chúng ta nhấp vào cái mục thêm xong á là nó sẽ nằm ở trên đây nè. Khi chúng ta vào chúng ta sẽ thấy IP chung quanh, anh chị nhấp vào đây giùm em là sẽ chuyển vào cái mạng IP chung quanh, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nè, chúng ta cần phải thêm cái token của nó vào cái ví. Cái token nó em cũng sẽ để dưới phần mô tả luôn nha. Rồi từ trong cái ví và từ trong cái mạng IP chung quanh, anh chị sẽ thấy ở dưới có chữ là nhập token, sau đó anh chị nhấp vào dán. Chúng ta chờ vài giây nó sẽ ra AVW và số tập phân 18, anh chị nhấp vào cái mục nhập. Nó sẽ ra AVW đúng không ạ? Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái trang web hồi nãy nè.
Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào kết nối ví tiếp, chọn MetaMask, chọn MetaMask, rồi chúng ta chọn. Ở đây chúng ta cần phải liên kết nó vào nha. Đó, chúng ta chờ một thời gian, chúng ta chọn kết nối. Ở đây nó sẽ ra cái chữ rút tiền. Anh chị nhấp vào rút tiền ở đây. Sau đó chúng ta về cái ví chúng ta cần phải ký nữa. Rồi anh chị chờ nó đang xác thực nè. Ở đây thêm biết á, là chúng ta phải tốn ga nha. Ga này là chúng ta phải chịu nha. Anh chị nhấp vào cái mục quy tắc nè. Phía trên bên phải nó có nè, tiêu chí đủ điều kiện nè. Cái này anh chị đọc thêm ha. Rồi phương thức yêu cầu Europe. Bất kể bạn đã chọn OKX, UEG hay địa chỉ ví trực tiếp để nhận mã thông báo của mình, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi, tức là cái trang web này, để yêu cầu mã thông báo của bạn thông qua ví được cung cấp trong quá trình đăng ký AVVKC. Phí ga nè, người dùng có trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ga liên quan đến việc yêu cầu Europe. AVV sẽ không hoàn trả bất kỳ chi phí ga nào phát sinh. Có nghĩa là cái ví chúng ta muốn là chúng ta phải có ETH trên cái mạng Arbitrum nha. Anh chị thông cảm nha, tại vì cái ví MetaMask chúng ta thoát rồi, chúng ta vào nó hơi chậm, nó hơi tốn thời gian của mình. Bây giờ của em nhiêu đây, có thể là không đủ, bây giờ em phải đem xem được không, không được là phải mua thêm ETH bỏ vào đây. Anh chị thấy nè, nó báo là em không đủ đúng không? Rồi, không sao đâu anh chị. Chúng ta phải lấy cái địa chỉ này, cái ví này nha. Rồi, em sẽ làm một cái bước tiếp theo là chia sẻ anh chị mình cái cách để chúng ta nạp tiền bất cứ một cái đồng coin nào, một cái token nào đó về trong cái ví của chúng ta. Rồi, từ đây nè, chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là mũi tên. Nó phải đúng cái mạng là Arbitrum One luôn nha. Chúng ta chọn ở phía dưới này hai mũi tên nè, sau đó chọn cái mục nhận cho em, sau đó sao chép cái địa chỉ quý nha. Rồi sau đó anh chị sẽ vào cái sàn, em lấy ví dụ cái sàn OKX đi. Rồi em sẽ mua nè, em sẽ chọn kim tiền mã hóa. Mà chúng ta muốn mua được nó, chúng ta phải có USDT nha, hoặc bất cứ một cái đồng nào. Bây giờ chúng ta sẽ gõ cho em ETH. Em sẽ chọn mua với cặp là USDT. Em sẽ chọn cái mục giao dịch. Bây giờ em đang có là 1 chút nha. Em phải chuyển thằng USDT từ bên cái ví Binance sang cái ví giao dịch mới được. Em có được hơn 21 đô đây. Tối đa luôn, xác nhận luôn. Đó. Lúc này tiền USDT nó nằm bên cái ví giao dịch này, lúc chúng ta mới giao dịch được nha anh chị. Rồi anh chị về cái mục phía dưới bên trái, gõ tiếp là ETH trên USDT. Chọn giao dịch nè. Đó, chúng ta mua ETH thì có nghĩa là chúng ta đang có USDT, chúng ta sẽ mua ETH. Còn chúng ta bán, tức là chúng ta đã có cái đồng ETH, chúng ta bán ra USDT, kiểu vậy đó anh chị. Rồi bây giờ em sẽ chọn mua nha. Em sẽ chọn cái số lượng là 12 đô đi. Em sẽ được bao nhiêu ETH đây? Em sẽ chọn, thôi em lấy 16 luôn. Rồi em chọn mua ETH, xác nhận. Cái này là chúng ta mua theo cái lệnh giới hạn kiểu vậy, khi nào nó khớp thì được, còn không thì chị nhấp vào quỹ đi. Chúng ta nhấp ở trên lệnh, cái lệnh giới hạn chúng ta chọn là cái lệnh thị trường. Sau đó anh chị chỉ cần nhập cho em ở đây là 16 mua và nó sẽ khớp ngay nha. Nó khớp xong nó sẽ nằm bên cái mục tài sản của chúng ta nè. Anh chị thấy không, USDT của em đã bị trừ và em đang có đồng ETH. Bây giờ em sẽ chuyển ETH này từ cái ví giao dịch sang cái ví Binance em quốc ra ngoài. Em sẽ chọn cái mục chuyển tiền. USDT này chúng ta nhấp vào phía bên phải, nó có mũi tên nè. Anh chị nào mới, người mới xem kỹ nha. Rồi em sẽ chọn ETH. Em sẽ chọn tối đa. Em chọn xác nhận. Lúc này nó sẽ nằm bên cái gì ạ? Nó sẽ nằm bên cái ví Binance của chúng ta. Rồi. Ở đây anh chị thấy ETH đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái mục là cái gì ạ? Em nhầm. Gửi tiền là chúng ta rút ra ngoài. Chúng ta sẽ chọn rút tiền mã hóa. Sau đó chúng ta sẽ gõ cho dùm em cái đồng là ETH. Là Ethereum đấy. Rồi chúng ta chọn trên chuỗi. Sau đó anh chị sẽ nhập cái địa chỉ. Hồi nãy chúng ta đã sao chép bên cái ví
MetaMask của chúng ta rồi, kiểm tra kỹ cho đúng cái địa chỉ ví mới được nha. Sau đó chọn mạng, chúng ta nhấp vào đây, anh chị phải chọn cho em cái mạng là Arbitrum One nha. Nó có cái mục là ETH Arbitrum One nè. Chọn tối đa. Rồi chúng ta sẽ gửi nha. Rồi ở đây chúng ta cần phải lấy thông tin là bao gồm 6 chữ số, bên Gmail và bên cái Google AdSense, nhấp vào gửi nè. Rồi chúng ta về mail chúng ta check. Đó là tất cả các quy trình mà em vừa chia sẻ cho anh chị đó. Bây giờ anh chị chúng ta, người mới chúng ta phải là xem vài lần là chúng ta biết liền nha. Người cũ quá gành rồi. Rồi chúng ta vào cái ứng dụng là Google AdSense nè. Anh chị thấy mà AdSense nó nằm bên trái cái cửa hàng SharePlay á. Sau đó anh chị vào đúng cho em cái sàn là OKX của mình. Trong vòng 60 giây nó sẽ thay đổi cái code, để tránh cái việc chúng ta bị hack tài khoản đó. Rồi chọn xác nhận cho em. Rồi chúng ta sẽ xem cái bản ghi. Khi nào mà nó có cái mục ở dưới đây cái hoàn tất nè, là nó sẽ chuyển về bên cái ví của mình nha. Ở đây em khuyên anh chị nào mà người mới vào á, chúng ta chưa biết cách giao dịch chuyển khoản giữa ví lên sàn, giữa sàn qua ví, hoặc giữa ví này qua ví kia, sàn này qua sàn kia, anh chị xem tham khảo nhiều cái video. Rồi tiếp theo á, chúng ta người mới chúng ta giao dịch khoảng 10 đô 20 đô một lần đi, anh chị làm cho chúng ta quen cái thao tác, chúng ta không có bị gung. Anh chị mà làm nhiều quá đó, chúng ta không biết á, là chúng ta không biết tiền chúng ta nó đang nằm ở đâu nha. Rồi chúng ta nhờ vả người này người kia là nói chung rất dễ bị là bị mất tiền nha anh chị, nguy hiểm lắm nha. Cứ làm cái lệnh nhỏ cho em đi, từ từ chúng ta quen thao tác rồi chúng ta nhắm mắt chúng ta làm cũng được nha anh chị. Để em xem coi nó về chưa. Chúng ta có thể chờ thêm một thời gian nha anh chị nha. Đôi lúc cái mạng nó ngạn á, mình sẽ không có nhận được liền đâu. Rồi anh chị thấy nè, nó đã về ha. Anh chị thấy nè, phía bên trái là 0.00469, bên phải là 16,30 đô. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái web hồi nãy. Rồi chúng ta nhấp vào cái mục rút tiền cho em nè. Chúng ta còn 5 ngày 20 giờ 9 phút và 56 giây nữa nha. Anh chị không làm là chúng ta sẽ không được nhận đó. Rồi anh chị sẽ về bên cái ví mình nè. Chúng ta cần phải thực hiện ký, xem coi là được hay không. Rồi anh chị chúng ta tranh thủ chúng ta vào cái quý hen, chúng ta xác nhận nha anh chị, xem được không nha. Ở đây nó bảo là chưa giải quyết. Rồi anh chị thấy này, khi mà trong cái ví của chúng ta đã có được cái đồng ETH trên cái mạng Arbitrum, tức là chúng ta có đủ cái số lượng tiền để chúng ta làm ra trả cho họ đó, là họ sẽ chuyển về cho chúng ta nha. Còn nếu mà chúng ta không có là anh chị phải mua, anh chị phải mua trên sàn. Có nhiều anh chị nhờ em là mua giùm, em xin phép là em không mua giùm nha. Anh chị phải tự tay tự thân vận động chúng ta làm, em giúp là được chứ không phải không. Nhưng mà mai mốt khi anh chị cần, chúng ta không biết đường chúng ta làm, để chúng ta đi lâu dài với thị trường này, cái tiên quyết cơ bản là anh chị phải biết ít nhất là thao tác mua bán, rút tiền, nạp coi, chuyển tiền anh chị nha. Rồi bây giờ nè, chúng ta đã có cái đồng AUV này, bây giờ làm sao để chúng ta rút lên sàn, thì bây giờ chúng ta sẽ làm luôn nha. Video này em sẽ là làm chi tiết nhất cho anh chị. Mấy hôm nay em cũng có công việc nên là bây giờ mới ra cái video này, anh chị cũng thông cảm cho em nha. Bây giờ nè, chúng ta đang ở cái ví Fundin đúng không ạ? Em sẽ vào nè. Bây giờ chúng ta đang ở cái sàn OKX.
hoặc bất cứ cái sàn nào mà nó có list cái đồng AVV này. Sau đó anh chị vào cái mục tài sản phía dưới bên phải, anh chị sẽ ở bên cái Bitfolder này, chúng ta chọn cái mục là nạp tiền. Anh chị chọn trên nạp tiền mã hóa, sau đó anh chị nhấp vào cái mục tìm kiếm, gõ cho em cái chữ là AVV. Rồi chúng ta chọn cái mạng nạp tiền nó phải là Arbitrum One nha. Sau đó đây anh chị sao chép cho em là cái hai tờ giấy nè phía bên phải. Rồi chúng ta trở về cái ví cho em nha. Người mới là phải xem nhiều lần rồi làm nha anh chị, không có vội nha. Mà mỗi lần chuyển làm á nên là khoảng 10 đô 20 đô. Chúng ta làm lâu ngày chúng ta hả làm những cái lệnh lớn. Rồi, ở đây chúng ta muốn rút á, anh chị sẽ nhấp vào cái mũi tên phía dưới bên phải nè. Em nhầm, phía dưới chính giữa. Chọn cái mục là gửi. Sau đó dán cái địa chỉ. Chúng ta vừa sao chép bên cái sàn OK vào. Nó đúng nó sẽ lên cái tích xanh. Cái này là cái điện thoại nó bị đơ nữa rồi. ETH trên cái mạng Arbitrum One thật sự nó rất là rẻ nha anh chị, nó không có mắc như bằng cái khi mà chúng ta nạp rút á, cái gas của nó rất là rẻ, nó không có mắc giống như bên cái mạng RC20. Bây giờ em sẽ nhấp vào mũi tên ở dưới giữa màn hình. Em chọn cái mục gửi. Chúng ta làm lại nha. Rồi, chúng ta chọn tiếp. Sau đó chúng ta nhấp vào cái ETH nè. Chúng ta chọn cho em là AVV, sau đó anh chị nhấp vào cái mục dùng tối đa. Rồi chúng ta sẽ chọn cái mục tiếp. Chúng ta cần phải tốn là 0.00162 ETH. Chúng ta gửi. Anh chị lót ha. Khi nào mà nó về trên sàn là ở đây nè, cái AVV của chúng ta sẽ không còn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về cái sàn cho em nè. Anh chị thấy không ạ? Rồi bây giờ để em xem coi cái giá nó bao nhiêu. Rồi bây giờ em sẽ làm demo cho chị xem nè. Anh chị ở vào cái mục tài sản nè, phải không ạ? Rồi chúng ta sẽ chuyển thằng AVV từ cái ví funding sang cái ví giao dịch. Em sẽ bán luôn cho chị xem luôn, từ A đến Z luôn. Chuyển tiền, chọn tài sản cho em AVV, chọn mục tối đa, xác nhận. Lúc này AVV của chúng ta nó sẽ dồn hết về bên cái giao dịch của chúng ta nha. Đây. Rồi bây giờ em sẽ về cái OKX. Em sẽ vào cái mục tìm kiếm tiền mã hóa nè. Em sẽ chọn AVV. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một giao dịch chúng ta bán luôn. Rồi chúng ta chọn cái lệnh thị trường. Chúng ta kéo full nó cho em. Em nhầm, chúng ta chọn cái mục bán nha. Kéo full. Rồi chúng ta bán. Nó khớp rồi đó anh chị. Chúng ta bán nó sẽ khớp ngay. Anh chị thấy nè, em sẽ được đây nè, 234. Rồi bây giờ 234 này chúng ta muốn rút về, chúng ta làm sao? Từ đây chúng ta sẽ nhấp vào cái mục chuyển tiền. Chúng ta chuyển sang cái thằng Fundin. Chọn tối đa cho em. Xác nhận. Lúc này USDT nó sẽ nằm bên cái ví Fundin. Đúng không? Từ cái ví Fundin này chúng ta sẽ chọn cái mục giao dịch ở dưới đây nè. Nó có hai loại. Đâu rồi? Nó có nhiều cách lắm. Anh chị có thể chuyển đổi nó sang đâu rồi? Anh chị vào cái mục tài sản nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn cái mục là rút tiền đi. Chúng ta chọn giao dịch B2B luôn cho em ha. Rồi chúng ta chọn cái mục bán nè, chúng ta chọn cái chúng ta kéo lên đây. Và chọn cái số lượng, ví dụ như em bán là 2, 3, 4. Ở đây nó sẽ hiển thị những người nó mua trong cái khoản này. Đúng không ạ? Em sẽ chọn cái giao dịch nhanh này nha, bán.
chọn tối đa. Rồi chúng ta chọn bán UDT với mức phí bằng 0. Chọn bán. Trước khi bán lại chúng ta cần phải thiết lập cái thông tin tài khoản của chúng ta nha. Rồi đây chúng ta nhấp vào cái mục trò chuyện. Rồi chúng ta chờ nha anh chị ha. Cái bạn này lúc trước là em đã giao dịch cho bạn rồi. Nên là trên nó xuất hiện cái mục là đã giao dịch ha. Anh chị thấy nè. Đó, nói chung là nó đã về đó anh chị. Nói chung là thông tin liên quan nên là em cho anh chị thấy nó thông báo vậy là được rồi nha. Chứ em không có kéo xuống. Nhưng mà anh chị là phải vào trong cái app hoặc trong cái tin nhắn điện thoại chúng ta kiểm tra kỹ, anh chị vào cái mục xác nhận ở đây. À chúng ta chọn trên, em nhầm nha. Ở trên. Rồi, mở tiền mã hóa. Nếu mà anh chị lần đầu tiên á, là nó yêu cầu anh chị phải chụp cái ảnh màn hình nữa, chứ không phải mà đơn giản vậy đâu. Anh chị chọn mục tốt, đã làm ăn ok thì mình chọn tốt cho người ta ha. Đó, ở đây có thông tin nè anh chị. Rồi cái lệnh đã hoàn tất là xong, mình đã trả cho người ta ha. Chứ người ta giao dịch cho anh chị xong mà anh chị không có mở USDT cho người ta là không được. Nó báo cái là tài khoản anh chị bị khóa liền, chọn tích cực ha. Rồi, gửi. Rồi, anh chị thấy nè. Có thể là chi tiết lệnh chúng ta vào đó chúng ta xem, nhưng mà em sẽ không có mở cái đó lên ha, tránh thông tin cá nhân. Rồi, anh chị chúng ta có gì thắc mắc có thể bình luận dưới cái phần mô tả nha, hoặc là trong cái gì ạ, trong cái cộng đồng Telegram Zalo của em. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì cho em một cái lượt đăng ký kênh ủng hộ nha anh chị. Video khá là dài nhưng mà nó chi tiết các quy trình, các thao tác. Anh chị ngồi mới là phải xem kỹ rồi chúng ta nắm, chúng ta làm. Sau này có mua bán này kia là chúng ta làm các thao tác vậy ha. Có cái gì không rõ thì cứ bình luận đi, em biết cái gì em chia sẻ cho mọi người cái đó. Chúc tất cả quý cô bác anh chị và các bạn buổi chiều vui vẻ, bình an và hạnh phúc cho mọi người. Up chain đang đến rồi, anh chị chúng ta cố gắng, chúng ta tích lũy những cái kèo aerob nha anh chị. Và chúng ta hold để up chain chúng ta bán.